Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2024, đoàn Phật giáo tỉnh Sekong, Lào đã đến thăm dầm chúc mừng nhân bộ an cư Thiết Hạ Phật lịch 2568 tại chùa Tam Bảo, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đoàn Phật giáo tỉnh Sekong do Hòa thượng Bunthoa Sayabut, Ủy viên Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, trưởng ban Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sekong làm trưởng đoàn. Trân trọng đón tiếp có Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, trụ trì chùa Tam Bảo cùng chư tăng Việt, Lào, Thái Lan. Tại chùa Tam Bảo, đoàn Phật giáo tỉnh Sekong chúc mừng an cư Kiết Hạ với các nghi thức cúng lễ an cư đến chư tăng nhập hạ. Đoàn làm lễ thiền hành nhiễu Phật, dâng đèn hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc tại Đại Hùng Bửu Điện, trong lời kinh tiếng kệ ngân gian chúc phúc phước báo của quý chư tăng. Tri ân tình cảm của đoàn, Đại đức trụ trì chùa Tam Bảo tặng bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và thực hiện nghi thức truyền thống buộc chỉ cổ tay cầu phúc bình an may mắn, tặng quà Phật pháp đến cán bộ sở ngoại vụ tỉnh Sekong. Chư tăng Phật tử thăm viếng chúc mừng mùa an cư Kiết Hạ là một nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người con Phật, không chỉ thể hiện lòng kính tin Tam Bảo mà còn là sự bảo tồn gìn giữ giới luật tăng già, đồng thời mang lại niềm vui, sự nồng ấm, chan hòa và đoàn kết, thân thiện của người con Phật hai nước Việt Lào. Được biết, hàng năm, theo truyền thống, Phật giáo Theravada Nam Tông bắt đầu an cư Kiết Hạ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 âm lịch. Sau đó là đại lễ dân y Kachina, chùa Tam Bảo tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm Giáp Thìn. Tăng đoàn đồng dương tập về cách giới thành tựu an cư và trùng tụng tam tạng cầu nguyện an lành hạnh phúc đến người dân và cộng đồng Phật tử. Tại Đà Nẵng, Phái đoàn Phật giáo tỉnh Sekong do Hòa thượng Bunthoa Sayabut, Ủy viên Trung ương Liên minh Phật giáo Lào, trưởng ban Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sekong đã thăm và chúc mừng an cư Kiết Hạ Phật lịch 2568 tại chùa Tam Bảo. Tại đây, đoàn đã nhiễu Phật, dâng đèn hoa đăng, cầu nguyện thế giới hòa bình trong không khí trang nghiêm và ấm cúng.